Ok, xin chào mừng ông đã ngồi kia ngày nay nhóm một vừa cả slow bò hà tùng peng hay xem đẹp lại dương miền tùng peng nên sạc cái tuột chẳng hạn dùng cho này nè để xây xây hay trái hay nâng học chừng trăm dùng làm bay ở miền clan chuối và học chẳng hạn á toàn một tiết cứ dùng năm tất cả bộ rồi ha cứ dùng chạm tùng peng cho làm bay ở công ao miền clan kapol chẳng hạn á chân dương sọt bèn mùi cháu cứ dương đặt nước nông chân năng hào dương đặt bài bỏ score rút đi tập thầy bỏ lại tiết chân á nà bọn bọn đầm bay ơi vì châu chiệt toàn bằng tiết cứ dương câu câu cường dương nắng châu khăn nghe tới đầm bay ở vì châu chiệt chỉ mùi nâng tầm bèn dương chân á nà bọn bọn ok bà tốt mà tiết nộp bê để dương câu mùi hòa là hào cứ dương chạp ra mà chạy tật đặt rung ngoa rung tùng peang nâng đầm bay ở vía chiếm chân của mọi người miền khăn kha tùng peang chẳng hạn nè nó pe đại dương rung ngoa hiện chu đai đầm bay ở tùng peang chân cứ dương đã trầy tòa thì dương đã trầy hay cứ dương đã vào học châu vào học trường tràm dương nâng châu nghĩa tại mà đồng tới hơi rung ngoa là hồ đó trầy dương chân nó pe đại trầy dương chân hủy hoàn hai cứ bông bông ai chạy trôi cái tuột dương châu tới hay xem nhà bạn lại đấy bông bông trong đặt sạc xóm rồi có sạc cặp ba ti ai tiết cặp ba đài tại chúng tôi nhóm chui nhóm đã tạm một mục tê cứ trôi cái tuột ok lời dương chặt trôi cái tuột dương châu ha lời cho anh ha cứ dương chặt ra mà đùa đại chan xem rap xem lo một mục đi miền là rắm thác khăn chui và học khăn mình tên bông bông ok lời rồi yêu rồi hai cứ nhâm chặt đam nhâm bài sân chỉ môi nâng tật trai mà tê pro ha tùng peang cứ chân anh cặp sợi mong ok ở con xem gặp cả tu sna bye bye.